Wow, nhìn ra các bạn ơi. Mình đang đi làm vòng thì phát hiện ra đây có một con phổ long, một con kim công và một cái đầu gì nè các bạn ơi. Wow. Chúng ta sẽ bắt một con khủng long này lên trước nha. Trên tay mình là một con khủng long Spinosaurus, một loài khủng long ăn thịt đó các bạn ơi. Con này rất là hung dữ và nguy hiểm luôn. Sợ quá các bạn ơi. Chúng ta sẽ bỏ nó ở đây nha. Và đến với con bên này xem là gì nào. Và đây là một con kim công. Nó khá là to luôn các bạn ơi. Và sở hữu một thân hình khá là vạm vỡ, một bộ lông màu trắng rất là mượt mà, một khuôn mặt thì rất là hung dữ luôn. Và đây là một con khủng long Velociraptor, một cái đầu thôi các bạn ơi. Chúng ta có thể đút tay vào đây và cử động đây các bạn ạ. Velociraptor, nó có rất là nhiều những chiếc răng sắc nhọn ở đây này các bạn ơi, cùng với những màu sắc khá là đẹp luôn. Wow, chúng ta có 3 món đồ chơi một lúc luôn. Ta-da, và mình đã có một cái rổ rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ hết những con khủng long và kim công này vào nha. Rồi, đi tìm xem còn những con khủng long nào khác nữa không các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, chúng ta có gì này. Wow, bây giờ mình sẽ bắt nó lên nha. Mình đã nhìn thấy được rồi, đây là một con khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex, một con khủng long khá là hung dữ luôn các bạn ơi. Như tên của nó thì nó là con khủng long hung dữ và nguy hiểm nhất trong các loại khủng long luôn. Nó có một cơ thể khá là rắn chắc, những cơ bắp quân quận. Nó di chuyển bằng hai chân nha các bạn, chạy rất là nhanh luôn đó. Tiếp tục thôi. Wow, gì nữa đây? Hôm nay mình rất là may mắn bởi vì đã gặp được rất là nhiều những con khủng long to và đẹp như vậy luôn các bạn ạ. Trên tay mình là một con khủng long Vastatosaurus, một loài khủng long ăn thịt, di chuyển bằng hai chân. Chỉ trước của nó sẽ hơi bé một tí nhưng mà không sao hết các bạn ơi. Xét về độ nguy hiểm thì nó cũng rất là cao á. Những chiếc răng rất là sắc nhọn, thân hình thì khá là to luôn. Vastatosaurus, hy vọng là vừa cái rổ của mình nha. Wow, tiếp tục nào các bạn ơi. Wow, gì đây, rất là nhiều những con khủng long. Wow, nó đang xếp hàng ở đây nè các bạn. Wow, à, có gì nào. Bây giờ mình sẽ nhấc một con khủng long lên và giới thiệu cho tất cả các bạn nha. Trên tay mình là Tephrosaurus, một con khủng long ăn cỏ. Có rất là nhiều gai ở trên người, những chiếc gai này rất là to luôn. Chúng ta sẽ bỏ vào đây nha. Tiếp tục đến với con khủng long tiếp theo. Đây là một con khủng long rất là đặc biệt, nó là Mosasaurus. Nó có 4 cái mái chèo dùng để di chuyển dưới nước cho nhanh là các bạn ạ. Và con khủng long tiếp theo mình muốn giới thiệu đến tất cả các bạn là Miragaya, một loài ăn cỏ. Nó có màu xanh lá cây, cũng có rất là nhiều những chiếc gai ở trên người, nó dùng để tự vệ đó các bạn. Wow, tuyệt vời luôn đúng không? Và đây là con khủng long tiếp theo nào. Omegasaurus, nó cũng là một con khủng long ăn cỏ luôn đó các bạn. Nó có một màu sắc rất là đẹp luôn. Mình rất thích con khủng long này nha. Rồi, chúng ta sẽ bỏ vào đây và tiếp tục đi tìm nữa nào. Wow, nhìn này các bạn ơi. Sau một hồi đi tìm kiếm mình phát hiện ra đây có một cái đầu con khủng long bạo chúa rất là to luôn. Bên này là một cây búa rất là đặc biệt. Đây là cây búa của thần sống Thor. Wow, quay trở lại với cái đầu mình phát hiện ra có một con khủng long bên này đang bị ăn thịt các bạn ơi. Wow, chúng ta nghĩ là sẽ nên dùng cây búa này để tấn công nó. Wow, rất là đã luôn. Wow, haha, những con khủng long bên trong đã bắt đầu thoát ra ngoài rồi. Rất là nhiều những con khủng long đã bị nó ăn thịt này các bạn ơi. Để xem chúng ta có gì nha. Bắt đầu với con khủng long ở gần mình trước. Đây là một con chim Tephrosaurus, một loài chim đến từ thời tiền sử nha các bạn. Nó đã bị tuyệt chủng từ rất là lâu rồi. Hai bên tay nó đều có những cái bàn tay móng vuốt rất là sắc nhọn luôn. Tephrosaurus. Tiếp tục chúng ta sẽ có một con Velociraptor,
một con khủng long ăn thịt màu xanh lá cây, nó di chuyển bằng hai chân các bạn ạ. Và tiếp theo trên tay mình là con Ankylosaurus, nó có rất là nhiều gai trên lưng này các bạn, cùng với một cái đuôi có hình cỏ ba lá. Wow, nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương lắm các bạn ơi. Và tiếp tục con khủng long tiếp theo được mình lấy ra từ cái đầu con khủng long T-Rex là Chamsosaurus, một loài khủng long ăn thịt màu vàng, với cái vuốt của nó rất là sắc nhọn luôn. Wow, một mô hình khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex. Wow, khá là chi tiết và giống thật luôn. Wow, không biết bên trong chúng ta còn gì nữa nào. Wow, đây rồi, chúng ta lại có thêm một con khủng long Dinoflosaurus, hay còn gọi là thằn lằn hai mèo. Wow, nó là con thằn lằn ăn thịt đầu tiên đó các bạn ơi, phát hiện sớm nhất luôn đó. Bây giờ mình muốn giới thiệu với tất cả các bạn một cái hộp đồ chơi được làm theo hình dáng của con khủng long bạo chúa T-Rex. Phía bên trong chúng ta có rất là nhiều những con khủng long nhỏ khác đầy màu sắc luôn. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem chúng ta có những con khủng long nào nha. Màu đỏ thì chúng ta sẽ có một con khủng long Indominus Rex. Tiếp theo là một con Keratosaurus màu xanh lá cây. Còn đây là con khủng long Dimetrodon màu vàng này các bạn. Rất là nhiều những con khủng long luôn nè. Đây là Brachiosaurus, một con khủng long cổ dài màu xanh da trời. Keratosaurus, Chikeratop, hay còn gọi là khủng long ba sừng đó các bạn ơi. Rất là nhiều màu sắc của những con khủng long ở đây. Dilophosaurus nữa nè. Chúng ta có gì thêm nữa nào? Một con Parasaurolophus, đây là con khủng long màu kiếm, nó có phần màu hồng phía trên lưng và màu vàng ở dưới bụng này các bạn. Tiếp theo là một con khủng long Spinosaurus, một con khủng long ăn thịt. Và đây là Styracosaurus, nó có màu xanh lá cây khá là dễ thương luôn. Đây là những món đồ chơi của chúng ta ngày hôm nay, những mô hình khủng long rất là đặc biệt và đầy màu sắc luôn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.